King Wonder Phú Quốc là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam và có quy mô hàng đầu châu Á. Đến đây chúng ta thỏa sức vui chơi và trải nghiệm các hoạt động đặc sắc. Một trong các trải nghiệm đó phải kể đến cung điện Hải Vương, còn gọi là Thủy Cung Kim Quy. Đây là một công trình kiến trúc mang hình con rùa độc đáo với kích thước siêu khủng. Xin mời các bạn cùng tôi bước vào Thủy Cung. Chúng ta đang có cảm giác như bước vào kho báu đại dương. Trước mắt chúng ta là một bể kính có sức chứa khổng lồ, chứa không biết bao nhiêu lít nước và cá các loại lớn bé khác nhau. Thank you.
ta nhìn thấy một loại cá trê mà trên thân mình nó mang một màu sắc rất là đẹp. Khi mà mình nằm xuống dưới cái đường hầm và ngước mắt nhìn lên thì thấy cá bơi qua mặt mình và bơi trên người mình. Thank you.
tụ từ xứ này hội tụ về đây trong con nhà của quân tinh trong chiến. Nơi đây có đường hầm thủy cung mái vòm. Đứng chỗ này ngước nhìn lên, ta có cảm giác như đứng dưới đáy đại dương choáng ngợp bởi sự vây quanh của các loài cá. Đây là loài cá chim nước ngọt. Chúng bơi theo từng đoàn, trông rất có tổ chức. Cảm giác như mình rất bé nhỏ trước cái kho báu đại dương.
bạn, điểm hấp dẫn và lý thú nhất khi đến tham quan cung điện Hải Vương là được xem và chứng kiến cảnh cho cá mập ăn lúc 15 giờ đến 15 giờ 25 phút. Nhưng vì giờ này chúng tôi phải trở về quen của thành phố không ngủ để kịp chơi, kịp ngắm trước khi xem màn đẹp nhất tại đó nên không thể ở lại đây xem được. Nhưng bây giờ là lúc 11 giờ. Xin mời các bạn chiêm ngưỡng và trải nghiệm màn trình diễn tuyệt đẹp của những nàng tiên. Tuyệt vời cho những ai yêu thích khám phá. Riêng đối với các trẻ nhỏ, sự khám phá này vô cùng hấp dẫn. Nó mở ra thế giới đại dương muôn màu sắc mà qua trang sách không thể nói lên hết được.
qua video này, tôi muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh, hãy cho con em mình có được những trải nghiệm thực tế mà từ đầu clip đến giờ chúng ta đã đi qua. Xin hẹn gặp lại các bạn vào các video sau. Thân ái, tạm biệt.